Nếu yêu thích tu tiên, huyền huyễn, hãy đến với Góc Vân Anh, nơi tổng hợp những bộ truyện tu tiên, huyền huyễn hay nhất, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, cảm ơn mọi người. Chương 4102, Tiêu Phong trở về. Người nào kêu gào bên ngoài? Kim Thái Vi chắp tay, người là minh chủ của đấu thần liên minh là lần đầu tiên xuất hiện. Không biết, một chiếc phương trù màu đen, người nam nhân kêu gào cầm một thanh cự xích, chưa bao giờ thấy trước đây. Người đến bẩm báo lắc đầu trả lời Kim Thái Vi. Một thanh cự xích. Kim Thái Vi ngẩn người, sau đó nhớ lại kẻ thủ tay cầm cự xích này, giống như chưa bao giờ có mới đúng. Rít. Khi nói đến cự xích, ta có một chút ấn tượng. Đúng rồi, chính là hắn. Kim Vô Giá lạnh lùng rít lên, bởi vì sử dụng thước tương đối cùng để làm vũ khí gần như hiếm, với lại cự xích lại thêm là không có, Kim Vô Giá nhìn thấy duy nhất là Tiêu Viêm. Tiêu Phong. Người cướp đi La Thiên truyền thừa, ta nhớ hắn cũng dùng thước, với lại cao bằng người, thoạt nhìn rất phóng đại. Kim Vô Giã nghiêm túc nói, bởi vì bộ nhớ sâu sắc, vì vậy sẽ không nhớ sai. Người có nghĩa là Tôn Thượng chuyển thế tìm tới cửa. Kim Thái Vi bỗng nhiên dừng lại, tim đập như trống, luôn biểu hiện trầm ổn. Giờ phút này trên trán đổ mồ hôi lạnh, thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì. Kim Vô Giã ánh mắt âm trầm, hắn trong nội tâm đồng dạng có dự cảm xấu. Hy vọng không phải. Kim Thái Vi không dám chủ quan, lập tức lấy ra một viên ngọc giản, trên đó rõ ràng viết một chữ thiên, khi bóp nát nó, hắn không dám chủ quan, bởi vì là dự cảm từ một bất hủ, tóm lại sẽ không sai lầm. Đấu thần liên minh tất cả các điện hạ cùng thiên chủ, dẫn dắt các điện thiên kiều theo ta ra trận. Kim Thái Vi lộ ra vẻ lạnh lùng trong mắt, giọng nói của hắn cũng nổ tung như sấm chớp. Chưa bao giờ xảy ra tình trạng này trong thời gian Kim Thái Vi quản lý. Không có thế lực nào dám kêu gào trước mặt Kim Thái Vi hắn, vì vậy tất cả các điện hạ đều ngạc nhiên, cảm thấy kỳ quái, nhưng đều không dám có bất kỳ sự chậm trễ nào. Điện chủ cửu trọng thiên thần các cùng với thiên chủ đều xuất hiện, lần lượt mang theo một chiếc thiên kiều mạnh nhất các tầng hội tụ. Đấu thần liên minh số lượng lớn, cường giả tự nhiên đồng dạng số lượng đáng kinh ngạc, dưới sự triệu hồi của Kim Thái Vi, bởi vì có điện chủ cùng thiên chủ tồn tại, vì vậy sức hấp dẫn là không thể nghi ngờ. Trong một khoảng thời gian ngắn đấu thần liên minh giữa không gian đã hội tụ hàng ngàn người này không có ngoại lệ tất cả đều là một tất cả các thiên kiêu của đấu thần liên minh. Ai nấy đều ngạo nghễ, như thể trong mắt bọn hắn, không ai có thể mạnh hơn bọn hắn. Đấu thần liên minh hoành hành bá đạo trong thần hy, phong thái như vậy đã sớm sinh sôi nảy nở đến giữa cửu trọng thiên thần các, cuồng ngạo kiêu ngạo lại càng là chuyện bình thường. Tất nhiên, sở dĩ mọi người có được thực lực như vậy, vẫn là những bóng dáng đứng ở phía trước. Các điện chủ cửu trọng thiên thần các, sau khi Tiêu Viêm rời đi, thiên chủ cửu trọng thiên lại được cơ dạ đạt được, điện chủ thứ 8 trọng thiên vẫn là Lăng. Tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6 vẫn là Bạch Lăng cùng Lãnh Hoài, mà tầng thứ 5 cùng tầng thứ 3 Kiếm Thục sớm đã đi theo Tiêu Viêm rời đi đấu thần liên minh, đệ nhị trọng thiên vẫn là Bạch Tinh Vũ bị Tiêu Viêm giết chết, hiện tại tân nhiệm điện chủ tên là Tại Chiến, thay thế Bạch Tinh Vũ trở thành đệ nhị trọng thiên điện chủ. Và đệ nhất trọng thiên Kim Thiên Long cũng bị Tiêu Viêm giết chết, biến thành đệ đệ của Kim Thiên Long, Kim Sách. Đó là Kim Sách, người đã từng đến đầu khí đại lục, và đã xuất thủ với hai hài tử Tiêu Viêm, với lý do cân bằng giới không, đã xuất thủ kịp thời, nếu không đầu khí đại lục có lẽ sẽ bị phá hủy. Và đặt ở một thời gian, Kim Sách chỉ là một phân hồn, đối với một đầu khí đại lục như hạ đẳng giới không, và Tiêu Viêm khi đó, nhưng giống như thiên thần tồn tại, có thể nhìn mà không thể biết. Thậm chí không thể tưởng tượng được thực lực của nó là gì tồn tại, như là thần tiên. Nhưng bây giờ có vẻ như Kim Sách chỉ là một đấu thần, mặc dù thực lực của hắn đã đột phá đến thất tinh đấu thần, đặt trong mắt Tiêu Viêm ngày nay, nhưng chỉ là một con kiến không đáng chú ý. Bây giờ Kim Sách ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Viêm, lúc này Kim Sách nhìn Tiêu Viêm cũng giống như thần thánh, có thể nhìn không thể sánh kịp. Chỉ có điều Kim Sách không biết chính là, lúc trước hắn tùy ý một hành động. Hoàn toàn là tùy ý mà làm một chuyện, lại bị Tiêu Viêm ghi nhớ sâu sắc, dù sao Kim Sách động chính là hài tử của hắn, phần thù này có thể báo có chút muộn, nhưng Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không quên. Thiên Tàng Vương kiểm soát quỷ phù phi thuyền cũng cực kỳ bá đạo, trực tiếp dừng lại giữa không trung của đấu thần liên minh, một nửa thân tàu đều lao vào không gian thuộc về đấu thần liên minh, xung quanh hội tụ càng ngày càng nhiều, đấu thần liên minh có lẽ là thiên kiêu của nhiều thượng đẳng giới không? Nhưng bọn hắn cũng chưa chắc đã thấy qua quỷ phù phi thuyền đến từ minh giới, trong mắt tất cả những người này không có bất kỳ sự kiêng kỵ. Ngược lại, đám người Tiêu Viêm được coi là một kẻ khiêu khích, một đám hung thần ác sát, tất nhiên sẽ xuất thủ phản công bất cứ lúc nào.
Mục đích của Tiêu Viêm đến với đấu thần liên minh, ngoài việc phải trả thù, kỳ thực giành lại đấu thần liên minh mới là ý định của Tiêu Viêm trong chuyến đi này. Vai trò của đấu thần liên minh không hề nhỏ, có lẽ ở giai đoạn này, chiến lực của đấu thần liên minh căn bản không thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường, đối với Thái Hư xâm lược cũng sẽ không có quá nhiều trợ giúp. Có thể đây chỉ là thực lực hiển thị bên ngoài của đấu thần liên minh, mà sở dĩ đấu thần liên minh gọi là liên minh, đó là bởi vì hội tụ vô số thiên kiêu của giới không, và những thiên kiêu này là giới không gắn liền với bọn hắn, để chống lại một thế giới hải ngoại như Thái Hư, cần không phải là một người, nếu có thể hiệu lệnh cho toàn bộ thần hy thế giới, đây mới là một trong những điều kiện cần thiết để giành chiến thắng. Tiêu Viêm trở lại đã đến thần hy, sau đó trong nội tâm phải có kế hoạch. Coi như trưởng thành hay không, hắn nên làm một cái gì đó có thể nghĩ đến, ít nhất là giành lại bước này của đấu thần liên minh, nữ hoàng cũng đoán được, chứng tỏ bước này không sai. Đây là đấu thần liên minh, ai ở đây nào? Nhưng vào thời điểm này, một âm thanh như sấm sét đột nhiên nổ tung, ngay lập tức làm cho tất cả mọi người khí tức dừng lại, bởi vì âm thanh của nó chứa bất hủ chi lực, ít nhất là không thua một chút với khí thế. Kim Thái Vi cùng Kim Vô Dạ hai người thân hình lóe lên. Cha con hai người dáng vẻ tương tự, đều là khoanh tay mà đứng khí thế bức người. Xét cho cùng bọn hắn là hai đế chi bất hủ, ngày thường bọn hắn chính là mạnh nhất ở đây, thực lực của đế chi bất hủ cũng đủ để xem, huống chi phía sau bọn hắn dường như vẫn còn tồn tại thiên nhân phủ, cho nên đối với cổ thần giới cũng không sợ. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi lướt ra, đến giữa không trung, ánh mắt cẩm bát hoàng huyền trọng xích thờ ơ, nhìn sự xuất hiện của Tiêu Viêm, hai cha con khí tức rõ ràng trì trệ. Từng là đấu thần liên minh, cửu trọng thiên thần các cửu điện hạ, Tiêu Phong. Giọng nói của Tiêu Viêm đột nhiên lặng lẽ lan truyền trong hư không, ánh mắt Cơ Dạ gắt gao tập trung vào Tiêu Viêm, nàng đương nhiên còn nhớ rõ người nam nhân từng gây sóng gió trong đấu thần liên minh, cũng là chủ nhân của Hoa Bỉ Ngạn. Sự xuất hiện trở lại của hắn ta hoàn toàn ngoài dự đoán của Cơ Dạ, bởi vì Cơ Dạ cho rằng Tiêu Viêm đã sớm ngã xuống. Chương 4103, tuyệt đối nghiền ép. Còn cái tên Tiêu Phong. Trong cửa trọng thiên lại là đề tài bàn tán sôi nổi của vô số người, Tiêu Viêm mặc dù ở trong đấu thần liên minh không lâu, nhưng lại để lại không ít truyền thuyết, chỉ đáng tiếc cuối cùng tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Phong đã chết, thậm chí cuối cùng ngay cả Cơ Dạ cũng tin tưởng. Tiêu Phong, ngươi đã là cửu điện hạ của cửu trọng thiên thần các, hiện giờ ngươi muốn làm gì? Kim Thái Vi có đôi mắt âm trầm, thù của Tiêu Phong đã báo, thù của ta còn chưa báo, vạn giới tranh bá chư vị điện hạ có thể nhớ. Kim Thái Vi Minh Chủ cũng nhất định còn nhớ, còn có thần phạt chi địa Kim Thái Vi Minh Chủ sẽ không quên đi, chúng ta có thể giao thủ à? Tiêu Viêm cười nói, lúc đó, cùng Kim Thái Vi đánh một trận, mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi, nhưng cũng cho Kim Thái Vi ấn tượng sâu sắc. Khi đó Tiêu Viêm nếu không có Thương Mang Lão Tổ tương trợ, trên thực tế căn bản không thể ngang hàng với Kim Thái Vi. Nhưng bây giờ thì khác, như Tiêu Viêm đã nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tạm biệt Kim Thái Vi khi đối mặt với Tiêu Viêm đã không còn kiêu ngạo đó nữa. Trêu chọc đấu thần liên minh, ngươi biết phải đối mặt với cái gì? Kim Thái Vi lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, hắn dường như không nhận ra quỷ phù phi thuyền, nhưng khổng lồ của nó chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra nó không tầm thường. Có lẽ ngươi đã quên, việc này không thuộc về Kim gia các ngươi, bất quá chỉ là tu hú, chiếm tổ chim khách mà thôi, đã đến lúc thanh lý môn hộ rồi. Tiêu Viêm nghe vậy cười nhạo. Lạnh lùng mở miệng nói, Kim Thái Vi cùng Kim Vô Dạ sắc mặt âm trầm, sau khi tôn thượng ngã xuống, Kim Thị nhất tộc liền nắm trong tay đấu thần liên minh, bởi vậy đấu thần liên minh mới phát triển thành tình huống như ngày hôm nay. Khẩu khí ngược lại rất cứng rắn, nhưng chỉ là ngàn năm không gặp, tại sao lại có giọng điệu lớn như vậy, tất cả mọi người nghe lệnh. Kim Thái Vi dù sao cũng là minh chủ của đấu thần liên minh, uy tín của hắn không cần nói cũng biết, toàn bộ đấu thần liên minh đều nghe lệnh hắn. Bởi vì bọn hắn không biết Tiêu Viêm là ai, coi như biết Tiêu Viêm là sự tái sinh của Tôn Thượng, sự hiểu biết của bọn hắn về Tôn Thượng cũng chỉ là tin đồn. Ít nhất trong mắt mọi người, Kim Thái Vi là người được bọn hắn biết đến nhiều nhất. Ở đây, tiếng quát lớn vang lên, mấy tên điện hạ càng nhao nhao tiến lên, phía sau là một đám chiến ý lẫm liệt. Kim Thái Vi đây là cố ý làm như vậy, bởi vì hắn biết được mục đích Tiêu Viêm đến là để giết hắn, đem đấu thần liên minh hoàn toàn đoạt lại. Nhưng hiện tại Kim Thái Vi muốn cho thiên kiêu tham chiến, Tiêu Viêm quả quyết sẽ không xuất thủ với bọn hắn. Đuổi bọn hắn ra khỏi đấu thần liên minh. Kim Thái Vi ra lệnh một tiếng, mấy tên điện hạ lúc này dẫn theo một đám bạo phát phía sau mà lên, hướng Tiêu Viêm gào thét xông đến. Chỉ bất quá hết thảy 9 tên điện hạ, không phải tất cả đều lướt ra, cửu điện chủ Cơ Dạ thiên chủ trung bá,
không có dẫn đầu cửu trọng thiên thiên kiêu khởi hành, mặc dù mọi người phía sau nóng lòng muốn thử, hai người không nhúc nhích, bọn hắn cũng không dám động. Tầng thứ 7 Bạch Lăng cũng là không nhúc nhích, ngoài những điện chủ này ra, còn có một số bọn hắn cấp nguyên lão của thiên thần liên minh cũng không nhúc nhích. Kim Thái Vi tự nhiên phát hiện ra cảnh tượng này, nhất thời nhíu mày, các người muốn làm gì, toàn bộ lên cho ta. Kim Thái Vi nổi lên gân xanh trên trán, khi tức giận mắng chửi, dù sao cũng là một bất hủ, uy áp phát ra từ hắn khiến mọi người bất động tâm chấn động, khó tránh khỏi không sợ hãi. Kim Sách, chủ điện trọng thiên thứ nhất, xuất lĩnh lấy kim thị nhất tộc bồi dưỡng thiên, chậm rãi lướt về phía Tiêu Viêm, nhìn Kim Sách lướt qua, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng, lúc này một bước ra, tốc độ cũng không phải rất nhanh, chỉ là Kim Sách trong khoảnh khắc này thân hình khó nhúc nhích, chỉ có thể nhìn Tiêu Viêm xông tới. Tiêu Viêm một bước tiến lên, thân hình chớp mắt đã đến trước mặt Kim Sách, người kia mặc dù đột phá đã đến thất tinh đấu thần, nhưng trước thực lực của Tiêu Viêm ngày nay, ngay cả con kiến cũng không tính là. Năm ngón tay của Tiêu Viêm thò ra nắm lấy đầu, người kia sắc mặt hoảng sợ, tử vong đe dọa ngay lập tức bao trùm hắn. Minh chủ, cứu ta! Cứu ngươi! Bản thân hắn cũng khó bảo toàn, chỉ sợ làm cho ngươi thất vọng. Tiêu Viêm nhìn Kim Sách lộ vẻ hoảng sợ, không chút do dự, năm ngón tay dùng sức bóp một cái đầu của người kia nổ tung, lập tức càng là một sợi ngọn lửa rơi trên thi thể không đầu của nó, hỏa diễm bốc lên, trong khoảnh khắc, liền thiêu thành cho bụi. Kim Sách trong nháy mắt ngã xuống, đây chính là đại điện hạ của bọn hắn, chết lại dứt khoát lưu loát như vậy, yếu ớt không có bất kỳ một tia lực phản kháng nào, trực tiếp đã bị Tiêu Viêm xóa bỏ. Bây giờ không còn bất kỳ mối đe dọa nào, vì vậy Tiêu Viêm đã từng kết thù lười biếng để nói chuyện vô nghĩa, quyết đoán giết chết nó đã giải quyết mối hận thù trong lòng. Về phần nhiều bóng dáng xung quanh đổ xô đến, trong mắt Tiêu Viêm vòng ánh sáng lưu chuyển. Diệu băng, ánh sáng trắng lóe lên rồi biến mất. Mọi người nhìn trước đã đến ánh sáng chói mắt, lập tức là bóng tối bao phủ, tất cả mọi người nhào về phía Tiêu Viêm đều bị mắc kẹt, tựa như đều mất hồn. Phía sau không có mọi người xông tới, toàn bộ vào lúc này hít một hơi khí lạnh, trong nội tâm thầm nghĩ các điện chủ đã đưa ra lựa chọn chính xác. Kim Thái Vi, tại sao phải thi triển những thủ đoạn này, hoặc là đi ra nghênh chiến, hoặc là ta sẽ không khách khí. Ánh mắt Tiêu Viêm khóa chặt Kim Thái Sáu, kỳ thực với thực lực của Tiêu Viêm hiện nay, Kim Thái Vi đã sớm không phải là đối thủ của hắn, Tiêu Viêm kỳ thực đang kéo dài thời gian, hắn muốn xem liệu đằng sau Kim Thái Vi có thực sự tồn tại thiên nhân phủ hay thế lực của nó. Bị khiêu khích như vậy, cộng thêm bây giờ tất cả mọi người đều bị khóa chặt trong trận chiến này, Kim Thái Vi đôi mắt híp lại, hắn trong nội tâm thấp thỏm, đó là bởi vì hắn hoàn toàn không cảm nhận được thực lực của Tiêu Viêm, nhìn Kim Sách dễ dàng bị hắn xóa bỏ, Kim Thái Vi liền có thể kết luận Tiêu Viêm ít nhất cũng là một bất hủ. Kim Thái Vi do dự, hắn vẫn không dám nhận chiến thư của Tiêu Viêm, nhưng ngay cả khi hắn không nhận, Tiêu Viêm cũng phải để cho hắn cứng rắn tiếp nhận. Từ vô số thiên quân trì trệ, Tiêu Viêm một mình, liên tục bước vài bước, trong nháy mắt đã đến gần Kim Thái Vi, trong mắt chiến ý bắt đầu khởi động, nâng bát hoang huyền trọng xích tay lên liền hướng Kim Thái Vi ném tới. Đáng chết! Cảm nhận được thực lực khủng khiếp này, Kim Thái Vi khẳng định thực lực của Tiêu Viêm ngày nay chắc chắn đã đạt đến bất hủ. Những biến động phát ra từ trên người khiến lông mày dâm sụp đổ. Kim huyền thuật, thần tôn đạo. Kim Thái Vi vung hai tay lên, bất hủ chi lực khởi động, ánh sáng vàng xung quanh hóa thành vô số lợi nhọn xông vào Tiêu Viêm, từng thi triển đấu kỹ này, trực tiếp ép ra Tiêu Viêm chiến thần thất đạp cùng đối kháng. Có thể bây giờ, Tiêu Viêm vẫy bát hoang huyền trọng xích, đối mặt vô số kim quang gai sắc hẳn là không tránh không né, để cho những ánh sáng vàng rơi trên nhục thân. Keng keng keng. Kim quang gai sắc đâm vào nhục thân Tiêu Viêm, khí huyết mạnh mẽ, diệt hư thiên lôi màu đen lôi đình lưu chuyển toàn thân Tiêu Viêm, chỉ thấy ánh sáng vàng nổ tung, toàn thân Tiêu Viêm toàn thân không có nửa điểm vết thương,